Xin chào các bạn, Minh Hương rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Tin Tức mới. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Bị đồn kiếm 400-500 triệu đồng một tháng, Lộc Phu Hô khoe thu nhập hàng tháng. Bất ngờ hot trở lại trong những ngày gần đây, Lộc Phu Hô đã bị đồn là kiếm 400 đến 500 triệu một tháng. Mới đây anh đã quay video đính chính, con số làm nhiều người bất ngờ. Lộc Phu Hồ sau một thời gian im hơi lặng tiếng bỗng xuất hiện trở lại và tự xưng là thầy, dạy phụ hồ online, đúng chất mùa dịch, không thể lên lớp trực tiếp. Những clip thầy Lộc dạy thì ít mà gắt với học trò là nhiều, nhưng thu hút sự chú ý khủng, lượng tương tác khá lớn. Vì số lượng người xem đăng ký cao nên nhiều người tò mò, mỗi tháng thầy Lộc kiếm được bao nhiêu, thậm chí có tin đồn cho rằng cả trăm triệu là ít. Không để những tin đồn thất thiệt lan truyền, mới đây Lộc Phu Hồ đã lên tiếng giải thích, công khai số tiền kiếm được từ YouTube và Facebook trong tháng 7 của mình. Đối với những livestream trên Facebook, Lộc Phu Hồ cho biết mình chưa thể bật kiếm tiền vì Pet đã vi phạm chính sách. Anh cho rằng trong clip trước mình đã giải thích một lần, nhưng nhiều người vẫn vào để soi mói, nói này kia và đồn rằng anh kiếm vài trăm triệu mỗi tháng. Để không bị đồn thất thiệt, Lộc nói lại một lần nữa. Mọi người khỏi nói là Lộc làm một tháng, được 400-500 triệu nữa. Về thu nhập từ Youtube, Lộc Phu Hồ tiết lộ, có rất nhiều người tính tiền trên Youtube của Lộc luôn. Thì có tháng cũng gần cả trăm triệu rồi này kia mà mọi người có biết tháng này Lộc lãnh được bao nhiêu không? Được có hơn 500 đô, tức là khoảng 11,3 triệu đồng. Thôi mọi người ơi, hình như gần 600 đô đó mà trừ ra nét 10% rồi, với linh tinh thì còn lại 500 lẻ mấy đô thôi. Tuy nhiên Lộc Phu Hô vẫn hài lòng với số tiền mình kiếm được. Tính ra có 11 triệu mấy thôi nhưng bữa nay dịch bệnh khó khăn, 11 triệu mấy nó cũng là quá nhiều đối với Lộc rồi mọi người ạ. Trong clip, Lộc cũng tiết lộ việc chi tiêu của hai vợ chồng. Anh cho biết lương tháng bao nhiêu thì vợ giữ hết, chỉ đưa lại cho anh từ 1 đến 2 triệu để chi tiêu phục vụ công việc. Tuy nhiên, Lộc cũng không tiêu hết số tiền vợ đưa, mà mỗi tháng anh để lại một ít. Và tổng cộng anh đang có 8 triệu đồng, anh quyết định trả lại cho vợ và khai thật đây là quỹ đen, chỉ giữ 500 000 chuẩn bị đầu tháng này có lương lại tiếp tục đưa cho vợ khoảng 4-5 triệu nữa. Vợ chồng Lộc cũng rất ngại với tin đồn mỗi tháng 400 đến 500 triệu đồng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hai vợ chồng. Lộc cho biết làm YouTube này có tháng nhiều tháng ít, có tháng còn thảm hơn, tùy theo mình có video hay không, có view cao không, chứ không phải cứ làm là tiền cao đâu mọi người. Mình quay video mà chân thực, có cảm tình thì mọi người mới yêu quý, mới xem, còn ví dụ mình quay câu view này kia thì xem một cái câu view đó rồi sau họ không xem nữa. Thế nên nhân đây Lộc cũng muốn nhắn mọi người hiểu hơn về công việc của mình đang làm để không đồn bậy đồn bạ nữa. Còn bạn có ấn tượng như thế nào với anh chàng này không? Hãy cùng chia sẻ nhé bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin ngày hôm nay của tin tức mới đừng quên nhấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi đến từ chúng mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo